Chào các bạn, chiều nay 2 tháng 5, rất đông người dân và các phương tiện đã lần lượt đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Hiện tại, trên tuyến đường đầu vào cao tốc hướng quốc lộ 30 An Thái Trung, lượng xe thông thoáng, các phương tiện không bị kẹt xe. Theo thông tin từ ban dự án, chỉ sau 2 ngày thông xe, tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã đón gần 60.000 lượt xe lưu thông, chủ yếu là người dân di chuyển về miền Tây sau kỳ nghỉ lễ hoặc đi du lịch. Việc đưa cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận vào vận hành đúng dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đã góp phần đặc biệt quan trọng, giúp giảm tải rất nhiều cho quốc lộ 1, giúp tuyến đường này dễ thở hơn khi phải đón dòng người khổng lồ từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây nghỉ lễ hoặc đi du lịch. Thay vì trước đây, chúng ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là đi trên tuyến quốc lộ 1 về thành phố Hồ Chí Minh hoặc là từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Nay, người dân có sự lựa chọn mới là đi trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận còn giúp cho chúng ta rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ Thuận từ 3 giờ xuống còn hơn 1 giờ đồng hồ. Đây là niềm phấn khởi của người dân. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại nút giao An Thái Trung quốc lộ 30, đầu tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem.